ngày tốt tháng 12 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, tốt cho mọi việc khai trương, động thổ, làm nhà, cưới hỏi, lập bàn thờ, mua xe, nhập trạch, bốc bát hương. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, như vậy là năm 2022 Nhâm Dần sắp qua đi. Tạm thời điểm này quý vị đã hoàn thành được những mục tiêu của mình hay chưa? Hay là chỉ còn một tháng nữa để chúng ta hoàn thành nốt những mục tiêu và công việc còn dang dở trong năm 2022 Nhâm Dần? Thời gian này là lúc mà mọi người đang cố gắng nỗ lực hết sức để hoàn thành nốt những mục tiêu còn đang dang dở của năm. Vậy nên việc lựa chọn ra được thời điểm tốt để thực hiện mọi việc được hanh thông thuận lợi, như ý vào thời điểm này là điều mà ai cũng mong muốn. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 12 âm lịch năm 2022, giúp quý vị tìm ra được những ngày đại cát để thực hiện những công việc như nhập trạch, khai trương, cưới hỏi, lập bàn thờ, bốc lại bát hương và những công việc khác hàng ngày. Kiến thức này được sự trợ duyên của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội và Phong thủy Tâm linh Việt lựa chọn ra. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Những nội dung chính ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn bao gồm 5 nội dung sau. 1. Những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 12 âm lịch. 3. Những ngày tốt này tốt cho việc gì, chi tiết cụ thể những việc cần làm trong ngày này. 4. Những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào không dùng được những ngày này. 5. Tuổi nào dùng được những ngày tốt này sẽ được lộc trời cho, may mắn và giàu sang phú quý suốt cuộc đời. Đó chính là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, tháng 12 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch năm 2022 đến ngày 21 tháng 1 dương lịch năm 2023. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, là tháng đủ có 30 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 âm lịch có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào nội dung đầu tiên, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, chúng ta cần loại bỏ hết những hung tinh, loại bỏ những ngày xấu trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. Ngày xấu đầu tiên chúng ta cần loại bỏ là những ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 12 là những ngày Thìn, bao gồm các ngày mùng 7 Bính Thìn, ngày 19 Mậu Thìn. Những ngày này ta kiêng kỵ tuyệt đối không làm việc gì. Ngày xấu thứ hai cần tránh là ngày Thọ Tử. Trong tháng 12 âm lịch, ngày Thọ Tử là ngày Dậu, bao gồm hai ngày là ngày 12 Tân Dậu và ngày 24 Quý Dậu. Hai ngày này cũng kiêng kỵ không làm việc gì. Ngày xấu thứ ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Nguyệt Phá. Trong tháng 12, ngày Nguyệt Phá là những ngày Mùi, bao gồm có 3 ngày, ngày mùng 10 Kỷ Mùi và ngày 22 Tân Mùi. Ngày này chỉ dùng cho việc chặt cây, phá dỡ nhà cửa, không nên dùng cho việc gì khác. Ngày xấu thứ tư cần phải loại bỏ là ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Trong tháng 12, ngày Thiên Địa Chuyển Sát là ngày mùng 3 Nhâm Tý và ngày 27 Bính Tý. Ngày xấu thứ năm cần tránh là ngày Tam Nương. Ngày này chủ về sự đổ vỡ, phá hoại nên cần phải tránh, kiêng kỵ mọi việc không làm. Trong tháng 12, ngày Tam Nương bao gồm những ngày sau. Ngày mùng 3 Nhâm Tý trùng với ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Ngày mùng 7 là ngày Bính Thìn trùng với ngày sát chủ. Ngày 13 là ngày Nhâm Tuất. Ngày 18 là ngày Đinh Mão. Ngày 22 Tân Mùi trùng với ngày Nguyệt Phá. Và ngày cuối cùng là 27 Bính Tý trùng với ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Đó chính là 6 ngày Tam Nương cần tránh kiêng kỵ mọi việc. Ngày xấu thứ 6 cần kiêng kỵ đó là ngày Nguyệt Kỵ. Các cụ nhà ta vẫn có câu, mùng 5, 14, 23, đi chơi cũng lỗ, hướng chi là đi buôn. Ngày này cũng kỵ mọi việc. Trong tháng 12, ngày Nguyệt Kỵ bao gồm những ngày sau. Ngày mùng 5 Sắp Dần, ngày 14 Quý Hợi và cuối cùng là ngày 23 Nhâm Thân. Ngày xấu thứ 7 cần kiêng kỵ là ngày Con Nước. Trong tháng 12 âm lịch, ngày Con Nước là ngày mùng 7 Bính Thìn và ngày 21 Canh Ngọ. Ngày xấu thứ 8 cần kiêng kỵ là ngày Xương Công Kỵ. Trong tháng 12 âm lịch, ngày Xương Công Kỵ là ngày 19 âm lịch, ngày Mậu Thìn. Đó chính là 8 ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ trong tháng 12 âm lịch vì những ngày này chủ về phá bại và tan vỡ, ảnh hưởng xấu trực tiếp đến sự việc và gây ra những tổn hại về tài sản cũng như tính mạng của gia chủ. Bước sang nội dung thứ hai, tìm ra những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch để làm mọi việc được may mắn và hành thông. Sau khi loại bỏ những ngày xấu, chúng ta sử dụng đồng công trạch nhật để tìm ra những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để lựa chọn cho mình được những ngày cát lành nhất.
tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ ông hay bà thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lục mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người mới chưa biết đến phong thủy, những bậc chuyên gia lão làng trong nghề. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đồng công trạch nhật để tìm ra những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch là tháng Quý Sửu, Nguyệt Kiến, Tại Sửu, gồm có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Sau Tiểu Hàn, Tam Sát tại Đông, ba phương Dần, Mão, Thìn, Kỵ, Tu, Tạo, Động, Thổ. Ngày đầu tiên ta xét đến là những ngày Sửu, ngày Sửu trực kiến. Ngày Sửu trong tháng 12 có Tiểu Hồng Sa và bị Phạm Vãng Vong. Ngày 16 Ất Sửu nên phá núi chặt cây, hưng công, động thổ, giá thú, xuất hành, khai trương, nhập trạch được thứ cát. Ngày 28 Đinh Sửu bị sát nhập tập trung cung, không nên tổ chức ca nhạc ồn ào hay là giả cưới sẽ bị tổn gia trường, mẹ chủ nhà. Ngày 4 Quý Sửu tuy hương vượng nhưng cũng bị sát nhập tập trung cung, tai họa liên miên, tổn thương nhân khẩu, xấu nên không dùng. Vậy trong những ngày Sửu chỉ có ngày 16 Ất Sửu là tốt. Ngày thứ hai ta xét đến là những ngày dần trực trừ. Ngày 5 Giáp Dần và ngày 17 Bính Dần có các cát tinh Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Bảo Liễn, Khố Châu, Phước Lộc, Văn Xương, Lộc Mã, các cát tinh đồng chiếu nên sửa chữa tạo tác an táng, hôn nhân khai trương, xuất hành nhập trạch, hưng công, động thổ, mọi việc thuận lợi. Dùng thì cửa nhà phát đạt, tiền bạc sụn vườn đều tăng tiến, thi đậu cao. Nhưng sau ngày 5 bị phạm vào nguyệt kỵ nên không dùng được. Ngày 29 Mậu Dần cũng có hỏa tinh nhưng chỉ là ngày thứ cát, có thể dùng. Như vậy trong những ngày dần chỉ chọn được 2 ngày là 17 Bính Dần và 29 Mậu Dần. Ở phần cuối video chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị chi tiết những ngày tốt này hợp với tuổi nào và tuổi nào không nên dùng. Ngày thứ ba ta xét đến là những ngày Mão trực mãn, có thiên phủ, thổ ôn, chẳng nên động thổ, dùng thì một người bị thiên ôn. Ngày Mão dùng vào việc nói vợ, lễ hỏi, gả cưới cũng được thứ cát. Tuy vậy trong tiềm ẩn lục thất thành, bất hợp nên là gặp rắc rối, trở ngại về sau. Vậy nên kỵ không dùng là tốt hơn. Như vậy những ngày Mão không chọn được ngày nào tốt lành cả, chúng ta cùng xét đến ngày tiếp theo. Ngày thứ tư ta xét là ngày Thìn trực bình, việc đến châu tinh, gặp quan mà tiêu tan. Ngày 19 Mậu Thìn thì cỏ héo, cây khô, ngũ hành, vô khí, chính là thối tinh, sao rút lui, lại thêm sáp nhập tập trung cung, mọi việc bất lợi, hung hiểm, không nên làm ngày 7 Bính Thìn, cũng là ngày xấu, hơn nữa lại là ngày tam nương nên tuyệt đối kiêng kỵ. Như vậy những ngày Thìn trong tháng 12 đều là những ngày bất lợi không dùng được, chúng ta cùng đi đến ngày tiếp theo. Ngày thứ năm ta xét đến là những ngày Tỵ trực định. Ngày Tỵ trong tháng 12 âm lịch có thiên thành, còn gọi là sao quan phù, nên có chứa tử khí. Nếu tụ tạo phương xấu thì bị liên lụy ngay đến cả quan ở châu huyện. Nếu phương đó có cát thần hợp với bản mệnh giải trừ hung hiểm thì dùng được. Ngày 8 Đinh Tỵ phạm chính tứ phế rất xấu. Một năm bốn mùa, phàm dùng ngày Tỵ thường bị hay mắc vào lại khẩu thiệt thị phi, lời ăn tiếng nói. Dù có hỷ thần hóa cát cũng nhiều rắc rối phiền phức nên thận trọng. Nhưng tốt nhiều xấu ít, cần tra rõ vạn năm tuổi, hướng nhà và sơn, vị trí chỗ ấy, không phạm xung khắc thì mới dùng. Ngày 20 Kỷ Tỵ cũng không nên dùng. Tóm lại những ngày Tỵ trong tháng 12 là những ngày xấu, không dùng được, chúng ta cùng xét đến ngày tiếp theo. Ngày thứ 6 ta xét là những ngày ngọ trực chấp. Ngày 21 Canh Ngọ có thiên nguyệt nhị đức, như vào năm Canh Ngọ làm nhà ở vị trí sơn canh hướng giáp có thể thâu về nạp âm, và lại ngày đó có người dùng giờ canh thìn, giờ gặp tam hợp chiếu sắp canh, mà canh là lộc ở thân thìn ngọ mã lại gặp nhâm thân, ở đây sinh ra thành ngày tài lộc và giao trì. Long mã gặp lộc gọi là thánh nhân nam diện tinh, sau phía nam là thánh nhân, còn có các cát tinh Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Kim Ngân, Khố Lầu, các cát tinh đồng chiếu chủ lợi cho con cháu, vượng nhà cửa, tăng ruộng vườn, thăng chức tước, tài lộc nhiều. Ngày 9 Mậu Ngọ dùng được cho thứ cát. Vậy những ngày ngọ trong tháng 12 âm lịch đều là những ngày tốt, quý vị hãy lựa chọn cho mình một ngày phù hợp nhé. Ngày thứ 7 ta xét là những ngày mùi trực phá. Trong tháng 12 âm lịch, ngày 22 Kỷ Mùi và ngày 10 Tân Mùi bị sát nhập tập trung cung, sinh ra tai họa liên miên, xấu nên không dùng. Chúng ta cùng đi đến ngày tiếp theo. Ngày thứ 8 ta xét là ngày thân trực nguy. Ngày 11 Canh Thân có thiên nguyệt nhị đức nên tu tạo an táng, làm các việc nhỏ được thứ cát. Nếu làm xây việc cất nhà cần cả ngàn công nhân trở lên, hoặc khai trương nhập trạch hôn nhân thì không nên.
Xét kỹ ngày này thì có ngày sắp nhập tập trung cung nên bất lợi gia trưởng, cả gia quyến cũng liên lụy. Tuy là có thiên nguyệt nhị đức nhưng không xảy nổi, ít ra cũng bị thương tật tay chân, hễ làm công việc càng lớn thì càng xảy ra hại mau, việc nhỏ thì xảy ra từ từ. Ngày 23 nhâm thân chỉ nên an táng nhưng do bị phạm vào nguyệt kỵ nên cũng không dùng được. Như vậy những ngày thân trong tháng 12 chỉ dùng được ngày 11 canh thân. Chúng ta cùng đi đến ngày tiếp theo. Ngày thứ 9 ta xét là những ngày dậu trực thành, có thiên hỷ. Ngày 24 quý dậu là lúc kim vượng, lúc nước trong có các cát tinh huỳnh la, tử đàn, thiên hoàng, địa hoàng, kim ngân, khố lâu, trúng lộc, đái mã, các cát tinh đồng chiếu nên sửa chữa, tạo tác, an táng, hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhập trạch, hương công, động thổ, đại cát. Chủ tử tôn hương vượng trong việc vừa lòng. Ngày 12 tân dậu có kim loan, cũng thứ cát, nhưng tiếc là những ngày dậu trong tháng 12 bị phạm vào ngày thụ tử nên không dùng được ngày nào. Chúng ta cùng xét đến ngày tiếp theo, ngày thứ 10 ta xét đến là những ngày tuất. Ngày tuất, trực thu, có đáo châu tinh nên việc đến cửa công thì tan biến. Ngày mùng 1 canh tuất có thiên, nguyệt nhị đức, tám vị sao kim chủ về quyền hạn của nam tử, chưa bị mắc lời ăn tiếng nói nhưng sau thì đại cát. Ngày 25 giáp tuất, tám phương đều sạch, 24 sơn chư thần về chầu trời là ngày huyền nữ du tu, có thể dùng. Ngày 13 nhâm tuất sắp nhập tập trung cung, sinh ra tai họa liên miên, chẳng nên dùng. Hơn nữa ngày 13 là bị phạm vào ngày tam nương nên không dùng được. Như vậy những ngày tuất có ngày mùng 1 canh tuất dùng được đại cát, ngày 25 giáp tuất dùng được thứ cát, ta cùng sẽ đến ngày tiếp theo. Ngày thứ 11 ta xét là ngày hợi. Trực khai có thiên tặc nguyệt yểm, ngày 26 ất hợi có sao văn xương quý hiểm, kỷ hợi có hỏa tinh và các sao văn xương nên đặt đá táng, gác đòn rông, hôn nhân, khai trương, nhập trạch, xuất hành, kinh doanh, mọi việc đều tốt. Ngày mùng 2 tân hợi thì khí âm quá sao dày, không phải là ngày của dương gian, tuyệt đối không dùng. Ngày 14 quý hợi là ngày cùng lục sát, chẳng nên dùng. Vậy trong những ngày hợi chỉ có dùng được ngày 26 ất hợi thì được đại cát. Ngày cuối cùng chúng ta sẽ đến là những ngày Tý. Ngày Tý trực bế có huỳnh sa. Ngày mùng 3 nhâm Tý và ngày 27 bính Tý cũng bị thiên địa chuyển sát, không nên hương công động thổ, phạm thì đại hung. Ngày 15 giáp Tý được thiên xá là ngày tấn thần, làm việc nhỏ thì kết quả tốt, nhưng làm việc lớn thì tai họa đến bao vây, quấy nhiễu lâu dài, không gì lớn bằng. Nạp âm hung sát chính là thần tạo ở phương Bắc, là khí thuần âm hắc sát. Nếu dùng thì giống như gặp phải mệnh lệnh nghiêm khắc của quan xét tử, nếu chẳng phải là người đại phú quý thì tuyệt đối chẳng nên dùng. Như vậy là chúng ta đã xét xong 30 ngày của tháng 12 âm lịch và chọn ra được những ngày đại cát cho quý vị lựa chọn làm việc. Nội dung tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những ngày tốt mà chúng ta đã lựa chọn tốt cho việc gì, những ngày này kiêng kỵ tuổi nào và những tuổi nào dùng ngày này được đại phú đại quý, tài lộc ăn đủ cả đời. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Một là ngày 16 ất sửu nên phá núi, chặt cây, hưng công, động thổ, giá thú, xuất hành, khai trương, nhập trạch được thứ cát. Ngày này kỵ những người tuổi mùi, hợp với những người tuổi tí, tuổi dậu, tuổi tỵ và những người có thiên can sát, mậu canh. Hai là ngày 17 bính sần nên sửa chữa, tạo tác, an táng, hôn nhân khai trương, xuất hành, nhập trạch, hưng công, động thổ, mọi việc thuận lợi. Ngày này kỵ những người tuổi thân, hợp với những người tuổi hợi, tuất ngọ và những người có thiên can, sát tân, trừ tuổi giáp thân 1944-2004. 3. Ngày 29 Mậu Dần cũng có hỏa tinh nhưng chỉ là dùng ngày thứ cát, có thể dùng. Ngày này kỵ những người tuổi thân, hợp với người tuổi hợi, tuất ngọ và những người có thiên can, sát tân, trừ tuổi giáp thân 1944-2004. 4. Ngày 21 canh ngọ tốt cho mọi việc. Ngày này kỵ những người tuổi tí, hợp với người tuổi mùi, tuổi dần, tuổi tuất và những người có thiên can, đinh kỷ tân. 5. Ngày 9 Mậu Ngọ dùng được cho thứ cát. Ngày này kỵ những người tuổi Tý hợp với những người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can, đinh, kỷ, tân. 6. Ngày 11 canh thân có thiên nguyệt nhị đức nên tu tạo an táng, làm các việc nhỏ được thứ cát. Ngày này kỵ những người tuổi Dần hợp với người tuổi Tỵ, Thìn, tuổi Tý và hợp những người có thiên can, ất, kỷ, canh, trừ canh Dần 1950-2010. 7. Ngày 11 canh tuất có thiên nguyệt nhị đức, tám vị sao kim chủ về quyền hạn của nam tử, trước bị mắc lời ăn tiếng nói nhưng sau thì đại cát. Ngày này kỵ người tuổi Thìn hợp với người tuổi Mão, Dần, Ngọ. 8. Ngày 25 sắp tuất, tám phương đều sạch, 24 sơn chư thần về chầu trời là ngày huyền nữ du tu, có thể dùng. Ngày này kỵ người tuổi Thìn hợp với người tuổi Mão, Dần, Ngọ. 9. Ngày 26 ất hợi có sao văn xương quý hiển,
Kỷ Hợi có hỏa tinh và các sao văn xương nên đặt đá táng, gắng đòn rông, hôn nhân, khai trương, nhập trạch, xuất hành, kinh doanh, mọi việc đều tốt. Ngày này kỵ người tuổi Tỵ, hợp người tuổi Dần, Mão Mùi và những người có thiên canh như Nhâm, Bính, Đinh, trừ Đinh Tỵ 1977. 10. Ngày 15 Giáp Tý được thiên xá là ngày tấn thần, làm việc nhỏ thì kết quả tốt. Ngày này kỵ người tuổi Ngọ, hợp với người tuổi Sửu, Thân Thìn và những người có thiên can năm sinh, Quý, Ất Kỷ. Như vậy chúng ta đã xét xong những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng 12 có rất nhiều ngày tốt cho quý vị lựa chọn. Hy vọng qua video này sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm cho mình được những ngày tốt đẹp như ý, giúp quý vị chủ động chọn lựa những ngày tốt để tiến hành mọi việc được hanh thông thuận lợi. Quý vị cần tư vấn thêm về những ngày tốt, hãy comment ở ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết cụ thể hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình. Sau bước sang năm mới 2023 Quý Mão, xin kính chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.